Lê Quý Đôn, người thầy của các nhà bác học. Làm thơ có 3 điểm chính: một là tình, hai là cảnh, ba là việc. Tiếng sáo thiên nhiên kêu ở trong lòng mà động vào máy tình, thị giác tiếp xúc với ngoài, cảnh động vào ý, dựa cổ mà chứng kim, chép việc thuật chuyện, thu lãm lấy tinh thần, đại để không ngoài 3 điểm ấy. Các bạn thân mến, trên đây là những quan điểm làm thơ của nhà bác học Lê Quý Đôn, vốn là một vị quan thời Lê Trung Hưng, đồng thời cũng là nhà thơ và còn đồng mệnh danh là nhà bác học lớn của Việt Nam trong thời kỳ phong kiến. Lê Quý Đôn với học vấn uyên bác của mình đã trở thành người tổng hợp mọi tri thức của thời đại. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng chân dung lịch sử tìm hiểu về Lê Quý Đôn, một người xứng đáng là học giả hàng đầu Việt Nam ở thế kỷ thứ 18 và là người thầy của các nhà bác học trong lịch sử Việt Nam. Lê Quý Đôn vốn có tên thật là Lê Danh Phương, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường. Ông sinh ngày 2 tháng 8 năm 1726, là con tiến sĩ Lê Phú Thứ, quê ở huyện Diên Hà, nay thuộc thôn Phú Hiếu, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Từ nhỏ, Lê Quý Đôn đã được người đời ca ngợi và nổi tiếng như thần đồng vì có trí nhớ lạ lùng cùng tài ứng đối mau lẹ. Khi mới 14 tuổi, ông theo cha lên học tại Kinh Đô Thăng Long. Và cũng chính thời điểm đó, ông đã học được hầu hết các bộ sách của nho học. Tính đến thời điểm đó, Lê Quý Đôn đã học hết Tứ Thư, Ngũ Kinh, Sử, Truyện và đọc đến cả Bách Gia Chư Tử. Trong một ngày, ông có thể làm xong 10 bài phú. Khi bước sang tuổi 17, ông thi hương đậu giải nguyên, cũng trải qua mấy lần thi nhưng không đỗ. Đến năm 26 tuổi thì thi hội, ông đỗ đầu. Không những vậy, ông còn đỗ đầu luôn kỳ thi đình, trúng bảng nhãn. Khoa thi này không lấy trạng nguyên, Lê Quý Đôn từ đó trở thành người đỗ đầu cả 3 kỳ thi. Sau khi thi đỗ đạt giải cao, ông ra làm quan và được giao giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình. Theo đánh giá của mọi người, ông cũng có thể coi là một nhà bác học có kiến thức uyên bác, gần như thâu tóm được mọi tri thức thời bấy giờ. Năm 1759, dưới triều vua Lê Hiển Tông, khi Thái Thượng Hoàng Lê Ý Tông qua đời, ông được cử đi sứ nhà Thanh báo tang. Khi sứ đoàn của ta đi qua các châu, phủ ở Trung Quốc thì đều bị gọi là di quan di mục, tức là quan lại mọi rợ. Họ khinh thường, cợt nhả khiến cho Lê Quý Đôn bất bình và đã viết thư cho Tổng đốc Quảng Châu để phản đối. Vốn là người có uy tín, lại dùng lời văn chặt chẽ, đanh thép, làm cho triều đình Mãn Thanh buộc phải ra lệnh bỏ danh từ khinh miệt này và gọi sứ đoàn nước ta là An Nam Cống Sứ. Trong thời gian đi sứ phương Bắc, Lê Quý Đôn cũng mang theo một số tác phẩm của mình cho nhiều nho thần của Trung Quốc xem. Khi xem qua, họ cũng phải tỏ ý thán phục. Đề đốc Quảng Tây Chu Bội Liên, một học giả nổi tiếng đời Thanh, cũng buộc phải nhận xét rằng: "Nước tôi có nhiều nhân tài, nhưng những người có tài như sứ quân đây chỉ được một vài người." Sự nghiệp sáng tác của Lê Quý Đôn rất đồ sộ. Ông đã viết 40 công trình nghiên cứu có giá trị bao quát được hầu hết các tri thức đương thời như lịch sử, địa lý, thơ, văn, ngôn ngữ, triết học, kinh tế, xã hội, nông học, tổng loại. Và trong di sản đồ sộ đó có Vân Đài Loại Ngữ đã được nhiều nhà khoa học đánh giá như bộ bách khoa thư của Việt Nam. Sách vở, văn chương của Lê Quý Đôn rất mộc mạc, giản dị nên phù hợp với mọi đối tượng, mọi tầng lớp nhân dân, các ngành khoa học, nhất là những vấn đề ông tổng kết đưa vào thực tiễn cuộc sống được mọi người và các ngành khoa học đón nhận như những cẩm nang. Lê Quý Đôn sớm tiếp thu không chỉ những tinh hoa của văn chương Trung Quốc mà trước hết là truyền thống tốt đẹp của văn chương nước nhà. Ngay như câu mở đầu bài Cáo Bình Ngô Bất Hủ Muôn Đời cũng luôn luôn vang vọng trong tâm trí của học giả yêu nước họ Lê: "Xét như nước Đại Việt ta, thật là một nước văn hiến." Tiếp nối lòng tự hào về nền văn chương của dân tộc, Lê Quý Đôn cũng đã nhiều lần nhắc lại hai từ văn hiến trong những tình huống khác nhau. Lời tựa Kiến Văn Tiểu Lục viết: "Nước Nam nổi tiếng là một nước văn hiến." Trước đó, trong Đại Việt Thông Sử, Lê Quý Đôn đã khẳng định: "Nước ta được gọi là một nước văn hiến." Ý thức về nền văn chương dân tộc ở trong bản thân Lê Quý Đôn bắt nguồn sâu xa từ lòng tự tôn và tự hào dân tộc.
là một nhà bách khoa, khi đứng ở bất cứ góc độ nào để nghiên cứu lịch sử và đời sống, thì ông đều nhận ra cái cớ để yêu và để gắn bó với đất nước mình tới tận tim óc. Khi tìm hiểu về địa lý nước nhà, ông trầm trồ: "Dư đồ nước ta thực là một nước có đủ tứ tài, có nghĩa là bốn mặt được che kín làm phên dậu cho một nước." Và khi ông nói về thành Thăng Long cũng bởi những nỗi niềm rất đỗi tự hào. Xét ra thủ đô của nước ta là nơi chung đúc khí thiêng của non sông, cho nên thường có điềm thần long hiện. Trong bài thơ Thứ Châu Kiều, thi sĩ họ Lê cũng đã ví núi sông nước Việt như châm ngọc, như vành đai để trang sức cho đất nước thân yêu này. Đó là những cái lớn. Nhiều cái nhỏ hơn như sản vật của nước Nam cũng được bao trùm bởi sự nâng niu quý trọng của ông. Mà thực tế chúng ta biết Lê Quý Đôn còn có tập Thượng Kinh Phong Vật Chí, phong cảnh sản vật ở Thượng Kinh. Trong cuộc đời mình, Lê Quý Đôn cũng đã có dịp đặt chân ra ngoài biên giới của đất nước. Đi đến đâu, ở đâu trên đất nước Trung Hoa bao la, vĩ đại, ông cũng đều hướng về quê cha đất tổ, nơi mà theo ông, ở phương diện nào cũng có thể sánh ngang với người, nếu không muốn nói là hơn người. Ông cũng đã rất tự hào mà chép lại các sách thán phục khi viết về nước ta như Phiên Nhưng Tạp Ký của Trịnh Hùng đời Đường, hay sách của Trừ Gia Hiên đời Thanh. Nước An Nam xa cách Trung Quốc hàng mấy ngàn dặm, tuy đứng về danh nghĩa theo giáo hóa Trung Quốc, nhưng thực ra thì họ tự làm chủ một nước, đặt niên hiệu, phép tắc thì lấy nhân tài lại có phần tường tận hơn Trung Quốc. Từ ý thức dân tộc bền vững mà cũng rất sâu sắc ấy, Lê Quý Đôn đã nhìn lại lịch sử văn chương dân tộc và tự hào nhận thấy giai đoạn nào văn giáo cũng phát đạt hưng thịnh. Đời Lý thì hai vua Thánh Tông và Nhân Tông đều họp rộng thơ hay. Đến đời Trần, Lê Quý Đôn lại thấy văn học cực thịnh, tựa văn nghệ chí. Và đặc biệt, ông đã dành cho thời Lê Thánh Tông những lời ca ngợi không tiếc lời. Sống trong cái thời hoàng kim ấy, theo Lê Quý Đôn, không những các viên quan to mà ngay cả những người không tiếng tăm ở đương thời cũng có những câu đề vịnh thanh tân có thể truyền tụng. Điều đáng nói là mặc dù rất đề cao và tự hào về văn chương Đại Việt, nhưng Lê Quý Đôn không hề rơi vào vòng cương tỏa của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Và lòng tự hào dân tộc ở trong con người ông là chính đáng và đúng mức. Vậy là ý thức dân tộc trong con người của Lê Quý Đôn không hề cực đoan xa lạ, rất tự trọng đối với mình và ông cũng rất tôn trọng đối với mọi người. Đào Phương Bích đã nhận xét, tinh thần tự hào dân tộc ở một con người trí tuệ và lịch lãm như Lê Quý Đôn thường không mâu thuẫn với tinh thần hữu nghị. Trong suốt cuộc đời làm quan của Lê Quý Đôn, có mấy sự kiện ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp trước tác và văn chương của ông. Thứ nhất, đó là chuyện đi sứ Trung Quốc năm 1760 đến năm 1762. Tại chuyến đi này, Lê Quý Đôn đã gặp gỡ các sứ thần Triều Tiên, đồng thời được tiếp xúc với nhiều trí thức nổi tiếng của nhà Thanh và bàn luận với họ những vấn đề sử học, triết học. Học vấn sâu rộng của ông được các học giả Trung Quốc cũng như Triều Tiên rất khâm phục. Tại đây, Lê Quý Đôn cũng đã có dịp đọc nhiều sách mới lạ, kể cả sách của người phương Tây nói về địa lý thế giới, về ngôn ngữ học, thủy văn học. Thứ hai, đó là các đợt Lê Quý Đôn đi công cán ở các vùng Sơn Nam, Tuyên Quang, Lạng Sơn những năm 1772-1774, khi ông làm nhiệm vụ điều tra nỗi khổ của nhân dân cùng tệ tham nhũng, ăn hối lộ của quan lại, khám đạc ruộng đất các vùng ven biển bị địa chủ, cường hào địa phương man khai, trốn thuế. Chính nhờ quá trình đi nhiều, thấy nhiều, nghe nhiều và biết nhiều việc đời như vậy mà kiến thức Lê Quý Đôn ngày càng trở nên phong phú vô cùng. Thêm vào đó, khi phụ mệnh triều đình làm việc công, bốn phương rong ruổi, mặt Bắc ông sang xứ Trung Quốc, mặt Tây thì ông bình định Trấn Ninh, mặt Nam lại trấn thủ Thuận Quảng, Thuận Hóa, Quảng Nam. Đi tới đâu, Lê Quý Đôn cũng để ý tìm tòi, làm việc gì mắt thấy tai nghe đều dùng bút ghi chép lại. Tóm lại, nhìn về cuộc đời của Lê Quý Đôn, chúng ta có thể thấy, xét trên lĩnh vực chính trị, ông đã thi hành những cải cách, thiết định lại pháp chế và chăm lo đời sống kinh tế, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội đạt được mức thái bình. Về văn hóa và văn học, ông được đọc sách và dành nhiều thời gian để chuyên tâm viết sách. Một người bạn cùng thời của Lê Quý Đôn cũng đã nhận xét về ông rằng, không có sách gì là ông không đọc qua, không vật gì là không suy xét đến cùng. Trong ngày thường cũng vậy, khi ngẫm nghĩ được điều gì thì đều viết ngay thành sách. Sách chất đầy tủ, kể ra không xiết.
Lê Quý Đôn cũng đã từng nói, đọc sách mà tìm được nghĩa thì cũng giống như tìm được một thuyền hạt ngọc. Tài năng, đức độ, trí tuệ cũng như phong cách của Lê Quý Đôn xứng danh là nhà bác học lớn của Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc đời Lê Quý Đôn lại chưa bao giờ được chính quyền Lê Trịnh tạo đủ điều kiện để ông thi thố tài năng về chính trị. Dù là có quyền chức, nhưng về cơ bản, Lê Quý Đôn vẫn là người bất đắc chí. Ông đã để lại cho đời sau một khối lượng tác phẩm đồ sộ và cũng đã bao quát được hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế chính trị, văn hóa, địa lý, nông học. Trong đó, đặc biệt, chúng ta phải kể đến chính là các công trình biên khảo về văn học và sử học. Ở trong lĩnh vực nào, Lê Quý Đôn cũng nêu cao tinh thần độc lập, sáng tạo và ý thức tự tôn và tự cường dân tộc. Có thể kể tới một số công trình tiêu biểu của ông như sau. Về văn học, có bộ sưu tập Toàn Việt Thi Lục đã lựa chọn và giới thiệu 2.391 bài thơ của 175 tác giả từ thời Lý. Ông là tác giả của tập thơ Quế Đường Thi Tập. Về sử học, có Đại Việt Thông Sử, Phủ Biên Tạp Lục. Về triết học, có Thư Kinh Diễn Nghĩa, Dịch Kinh Thuyết, Xuân Thu Lược Luận, Quần Thư Khảo Biện. Về kinh tế và nông học, có bộ Vân Đài Loại Ngữ. Lê Quý Đôn sinh ra và trưởng thành ở thế kỷ thứ 18, là thời kỳ mà xã hội Việt Nam có nhiều biến động lớn. Trong lòng xã hội Việt Nam khi đó chứa đựng đầy những mâu thuẫn. Không những thế, khi đó ở nước ta còn đang nảy sinh những mầm mống mới của thời kỳ kinh tế hàng hóa, thị trường. Trong nước thì nền kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp cũng đang có cơ hội phát triển. Tình hình đó đã tác động mạnh mẽ tới đời sống văn hóa, tư tưởng và khoa học. Ở cùng thời với Lê Quý Đôn khi đó cũng đã xuất hiện nhiều tên tuổi rực rỡ như Đoàn Thị Điểm, Ngô Thị Sĩ, Nguyễn Gia Thiều, Đặng Trần Côn, Lê Hữu Trác. Đồng thời, các tri thức văn hóa cũng như khoa học của dân tộc đã được tích lũy hàng ngàn năm tới nay cũng ở vào giai đoạn xúc tích, tiến đến trình độ phải hệ thống và phân loại. Có thể nói, toàn bộ những tri thức cao nhất ở thế kỷ 18 đều được bao quát vào trong các tác phẩm của Lê Quý Đôn. Tác phẩm của ông như cái mốc lớn đánh dấu thành tựu văn hóa của cả một thời đại với tất cả những ưu điểm cùng nhược điểm của nó. Nguyễn Thành, một nhà nghiên cứu Hán Nôm, nguyên là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình, cũng nhận định, trong lịch sử Việt Nam thời phong kiến, Lê Quý Đôn là một học giả kiệt xuất nhất, một nhà khoa học lớn nhất, đã có những đóng góp hết sức to lớn vào kho tàng văn hóa của dân tộc, làm rạng rỡ nền văn hiến nước nhà, và cho đến nay, nhiều ngành khoa học ở nước ta còn phải kế thừa những thành tựu lớn lao của ông để phát huy, phát triển. Hiện nay, tại quê hương của ông còn có khu lưu niệm danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Năm 2016, nhân kỷ niệm 290 năm ngày sinh của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, tỉnh Thái Bình, nơi quê hương của ông, cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và bổ ích để tưởng nhớ công ơn của nhà bác học xuất chúng Lê Quý Đôn. Các bạn vừa theo dõi Lê Quý Đôn, người thầy của các nhà bác học. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.